Cô chào tất cả các em. Cô rất vui khi được đồng hành cùng các em trong tiết học ngày hôm nay. Như vậy là cô và các em đã cùng nhau tìm hiểu xong 7 vùng kinh tế của Việt Nam. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu một chủ đề mới, chủ đề biển đảo. Cô mời các em chúng ta cùng tìm hiểu vào bài 38, phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên biển đảo. Bài học hôm nay gồm có 2 nội dung chính. Nội dung thứ nhất, chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu biển và đảo Việt Nam. Nội dung thứ hai, chúng ta sẽ tìm hiểu sự phát triển tổng hợp kinh tế biển. Cô mời các em đi vào tìm hiểu phần 1 La Mã, biển và đảo Việt Nam, một nhỏ vùng biển nước ta. Dựa vào kiến thức đã học, em hãy cho biết chiều dài đường bờ biển và diện tích vùng biển nước ta. Như vậy, trong chương trình địa lý lớp 8, các em đã tìm hiểu về vùng biển Việt Nam. Biển Việt Nam nằm ở phía đông của lãnh thổ và có chiều dài đường bờ biển là 3.260 km. Vùng biển có diện tích rộng hơn 1 triệu km2 và kéo dài từ Mũi Ngọc, Móng Cái của tỉnh Quảng Ninh đến Hà Tiên của tỉnh Kiên Giang. Biển nước ta tiếp giáp với biển của các nước bao gồm Trung Quốc, Philippines, Malaysia, Brunei, Singapore, Thái Lan và Campuchia. Vậy vùng biển nước ta bao gồm những bộ phận nào? Sau đây các em hãy cùng theo dõi đoạn video và ghi nhanh các mô tả về các bộ phận của biển. Chúng ta cùng đi tìm hiểu về vùng biển Việt Nam nhé! Các con biết không, Việt Nam có 28 trên 63 tỉnh thành tiếp giáp với biển. Tổng diện tích biển nước ta là hơn 1 triệu km2. Vùng biển nước ta gồm 5 bộ phận, vậy đó là những bộ phận nào? Trước hết, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về khái niệm đường cơ sở nhé. Đường cơ sở là đường căn cứ để tính lãnh hải và diện tích vùng biển chủ quyền của nước ta. Vậy, đường cơ sở là gì? Đường cơ sở là ranh giới phía trong của lãnh hải và là ranh giới phía ngoài của nội thủy của một quốc gia ở ven biển. Đường cơ sở của nước ta là một đường thẳng gãy khúc nối các đảo và mũi đất ở ven bờ. Vậy, đường cơ sở nước ta được xác định bởi những điểm nào? Đường cơ sở nước ta bao gồm có 11 điểm. Đó là điểm A1 thuộc Hòn Nhạn ở đảo Thổ Chu của tỉnh Kiên Giang. Điểm A2 Hòn Đá Lẻ cũng thuộc tỉnh Kiên Giang. Để tới được Hòn Đá Lẻ thì các chiến sĩ biên phòng của chúng ta đã gặp rất nhiều khó khăn đấy. Điểm A3 Hòn Tài Lớn, A4 Hòn Bông Lau, điểm A5 Hòn Bảy Cạnh đều thuộc Côn Đảo. Đây được xem là thiên đường du lịch mới của Côn Đảo đấy. Điểm A6 Hòn Hải thuộc tỉnh Bình Thuận. Hòn Hải giống như một ngọn núi đá sừng sững giữa biển Đông. Điểm A7 Hòn Đôi thuộc tỉnh Khánh Hòa, nằm ngay giữa mũi đôi điểm cực đông của nước ta. Điểm A8 Mũi Đại Lãnh thuộc tỉnh Phú Yên. Điểm A9 Hòn Ông Căn thuộc tỉnh Phú Yên. Điểm A10 đảo Lý Sơn của Quảng Ngãi. Và điểm cuối cùng A11 là đảo Cồn Cỏ thuộc tỉnh Quảng Trị. Từ đường cơ sở chúng ta dễ dàng xác định được các bộ phận của vùng biển nước ta. Gồm 5 bộ phận, đó là nội thủy, lãnh hải tiếp giáp lãnh hải, đặc quyền kinh tế và thềm lục địa. Các con cùng quan sát và vẽ theo mô phỏng của các bộ phận vùng biển nước ta. Bộ phận thứ nhất là nội thủy, được xem là vùng biển nằm ở phía trong đường cơ sở, tính từ đường cơ sở đến mép nước ngoài của lục địa, dùng để tính chiều rộng của lãnh hải. Vùng nước nội thủy bao gồm các vùng nước cảng, các vũng tàu, cửa sông, cửa vịnh, các vùng nước nằm giữa lãnh thổ đất liền và đường cơ sở để tính chiều rộng của lãnh hải. Bộ phận thứ hai là lãnh hải, tính từ ranh giới ngoài đường cơ sở đến ra biển 12 hải lý, một hải lý tương ứng với 1.852 m. Tại đây, nước ta có quy chế pháp lý giống như phần lãnh thổ trong lục địa, ranh giới phía ngoài của lãnh hải được xem là biên giới quốc gia trên biển. Bộ phận thứ ba là vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng biển phía ngoài lãnh hải rộng 24 hải lý tính từ đường cơ sở hay 12 hải lý tính từ ranh giới phía ngoài của lãnh hải. Bộ phận thứ tư, vùng đặc quyền kinh tế rộng 200 hải lý tính từ đường cơ sở. Tại đây, nước ta có quyền về việc thăm dò, bảo tồn, quản lý các tài nguyên cũng như những hoạt động khác nhằm thăm dò, khai thác vùng này vì mục đích kinh tế. Bộ phận cuối cùng là thềm lục địa, bao gồm đáy biển và lòng đất dưới đáy biển phía ngoài của lãnh hải trên phần kéo dài của lãnh thổ đất liền cho đến bờ ngoài lục địa, hoặc kéo dài đến khoảng cách 200 hải lý tính từ đường cơ sở khi bờ ngoài của rìa lục địa có khoảng cách gần hơn.
Sau khi xem xong đoạn video, chắc hẳn các em đã ghi nhận được vùng biển nước ta bao gồm những bộ phận nào. Vùng biển nước ta bao gồm 5 bộ phận. Bộ phận đầu tiên đó là vùng nội thủy, tính từ đất liền ra đến đường cơ sở. Tiếp đến 12 hải lý, tiếp theo là vùng lãnh hải. Bộ phận thứ 3 là vùng biển tiếp giáp, tính từ mặt ngoài của đường cơ sở ra 12 hải lý. Bộ phận thứ 4 là vùng đặc quyền kinh tế, tính từ đường cơ sở ra 200 hải lý. Và bộ phận thứ 5 là thềm lục địa. Ở nội dung này, cô giáo tổng kết như sau. Thứ nhất, nước ta có đường bờ biển dài 2.360 km, vùng biển rộng khoảng 1 triệu km2, gồm 5 bộ phận: nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa. Có 28 tỉnh thành phố tiếp giáp biển. Nước ta có 28 tỉnh thành phố tiếp giáp với biển. Nhiệm vụ của em là quan sát Atlas Địa lý Việt Nam trang 4 trang 5, xác định các tỉnh thành tiếp giáp với biển. Các em đã có đáp án của mình chưa? Và sau đây là đáp án của cô. Bao gồm các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau và cuối cùng là Kiên Giang. Vùng biển nước ta rất rộng lớn, bao gồm rất nhiều đảo và quần đảo. Vậy đó là những đảo và quần đảo nào? Chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu phần 2, các đảo và quần đảo. Trước tiên, các em hãy quan sát lược đồ đảo và quần đảo Việt Nam. Hãy kể tên các đảo và quần đảo lớn của vùng biển nước ta. Như vậy, quan sát vào lược đồ, chúng ta có thể thấy ở Việt Nam có rất là nhiều đảo lớn. Đi từ Bắc vào Nam bao gồm đảo Cái Bầu, đảo Cát Bà, đảo Bạch Long Vĩ, đảo Cồn Cỏ, đảo Lý Sơn, đảo Phú Quý, Côn Đảo, đảo Phú Quốc và hai quần đảo lớn đó là quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa. Các đảo và quần đảo đều có ý nghĩa lớn đối với phát triển kinh tế cũng như là an ninh quốc phòng. Cô mời em cùng quan sát các hình ảnh về đảo và quần đảo ở nước ta. Đầu tiên đó là đảo Phú Quốc, tiếp đến là đảo Côn Đảo, quần đảo Trường Sa, quần đảo Hoàng Sa. Đây là những đảo và quần đảo ở nước ta có ý nghĩa rất lớn đối với sự phát triển kinh tế, đặc biệt là ngành du lịch, và ngoài ra nó còn có ý nghĩa quan trọng về an ninh quốc phòng. Vùng biển nước ta có rất nhiều những điều thú vị đấy các em ạ. Đầu tiên đó là vịnh Hạ Long. Đây là vịnh có nhiều đảo nhỏ nhất. Trong vịnh có tới 1.969 đảo lớn nhỏ. Và vào năm 2011, vịnh được công nhận là một trong 7 kỳ quan thiên nhiên của thế giới. Tiếp đến, bãi biển dài nhất nước ta là bãi biển Trà Cổ nằm ở tỉnh Quảng Ninh. Quần đảo Cát Bà là quần đảo có nhiều đảo nhất. Đây là một quần đảo nằm trong khu vực Vịnh Bắc Bộ. Và đảo Lý Sơn là đảo có mật độ dân số cao nhất. Ở phần 2, các đảo và quần đảo, các em tổng kết nội dung như sau. Ven biển nước ta có hơn 4.000 hòn đảo lớn nhỏ. Có hai quần đảo lớn là Hoàng Sa và Trường Sa. Như vậy, qua nội dung vừa tìm hiểu, em hãy cho biết biển nước ta có ý nghĩa gì đối với sự phát triển kinh tế cũng như là an ninh và quốc phòng.
Các em biết đấy, vùng biển nước ta có rất nhiều ý nghĩa to lớn. Đầu tiên, vùng biển nước ta có rất nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế như khai thác, nuôi trồng thủy sản. Thứ hai đó là phát triển ngành giao thông vận tải biển. Thứ ba là phát triển ngành du lịch biển, khai thác khoáng sản biển. Ý nghĩa thứ hai đó là vùng biển nước ta giúp đất nước dễ dàng hội nhập kinh tế thế giới, cho Việt Nam nằm gần ngã tư đường hàng hải quốc tế. Và cuối cùng, vùng biển nước ta giúp bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. Vùng biển nước ta có nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế. Vậy hiện nay các ngành kinh tế biển đang phát triển như thế nào? Cô mời em cùng tìm hiểu trong phần 2 phát triển tổng hợp kinh tế biển. Trước tiên, em hãy dựa vào kiến thức đã học, nêu những điều kiện thuận lợi để phát triển các ngành kinh tế biển ở nước ta. Các em biết đấy, vùng biển Việt Nam có rất nhiều điều kiện để phát triển kinh tế. Đầu tiên đó là có nhiều ngư trường cá rồng lớn, khoáng sản phong phú, đặc biệt là nguồn khoáng sản dầu mỏ. Vùng biển nước ta lại nằm gần đường hàng hải quốc tế và có rất nhiều bãi biển đẹp. Đây là những điều kiện thuận lợi để phát triển ngành kinh tế biển. Tài nguyên biển của nước ta rất đa dạng và phong phú. Đầu tiên phải kể đến hệ thống các bãi tôm, bãi cá ven biển từ Bắc vào Nam, điển hình là 4 ngư trường cá lớn. Tiếp đến, ven biển còn phát triển nghề làm muối, xây dựng hệ thống các cảng biển nhằm phục vụ cho nhu cầu vận tải hàng hải. Khoáng sản biển bao gồm dầu mỏ và các mỏ quặng titan, và đặc biệt là phát triển ngành du lịch biển với từ Bắc vào Nam hơn 100 bãi biển đẹp. Tài nguyên biển phong phú là thế mạnh để Việt Nam phát triển các ngành kinh tế biển như sau. Đầu tiên là phát triển ngành khai thác, nuôi trồng và chế biến hải sản, phát triển ngành du lịch biển đảo, ngành khai thác và chế biến khoáng sản, và cuối cùng là ngành giao thông vận tải biển. Vậy theo em, như thế nào là phát triển tổng hợp các ngành kinh tế biển? Các em biết đấy, phát triển tổng hợp các ngành kinh tế biển là khai thác những tài nguyên biển để phát triển nhiều ngành kinh tế. Giữa các ngành có mối quan hệ chặt chẽ, hỗ trợ nhau để cùng nhau phát triển và không gây kìm hãm hoặc thiệt hại cho các ngành khác. Trong bài học ngày hôm nay, cô và các em sẽ đi vào tìm hiểu hai ngành kinh tế biển đầu tiên, đó là ngành khai thác, nuôi trồng và chế biến hải sản, ngành du lịch biển đảo. Chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu các vấn đề về tiềm năng phát triển, thực trạng phát triển và định hướng phát triển. Đầu tiên, chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu phần 1 nhỏ: khai thác, nuôi trồng và chế biến hải sản. Về tiềm năng phát triển thủy sản biển Việt Nam, các em hãy quan sát vào Atlas trang 20 bản đồ thủy sản năm 2007, xác định cho cô 4 ngư trường cá lớn từ Bắc vào Nam của vùng biển nước ta. Như vậy, đầu tiên chúng ta có thể xác định được rằng ngư trường cá đầu tiên nằm ở phía Bắc, đó là ngư trường cá Hải Phòng - Quảng Ninh. Tiếp đến, ngư trường thứ hai là ngư trường Ninh Thuận - Bình Thuận - Bà Rịa - Vũng Tàu. Ngư trường thứ ba là ngư trường Cà Mau - Kiên Giang, và ngư trường thứ tư là ngư trường Hoàng Sa và Trường Sa. Vùng biển nước ta có tiềm năng để phát triển thủy sản với hơn 2.000 loài cá, hơn 100 loài tôm, và trong đó có nhiều loài thủy sản có giá trị kinh tế cao, đặc biệt là trong vấn đề xuất khẩu, ví dụ như hải sâm, bào ngư, tôm hùm. Dựa vào Atlas trang 20, em hãy kể tên các tỉnh, thành phố có sản lượng thủy sản khai thác và sản lượng nuôi trồng lớn ở nước ta. Như vậy, nhìn vào bản đồ thủy sản năm 2007, chúng ta dễ dàng xác định được các tỉnh có thủy sản khai thác lớn như là
Kiên Giang, Cà Mau, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Thuận và Bình Định. Các tỉnh có thủy sản nuôi trồng lớn bao gồm An Giang, Đồng Tháp và Cần Thơ. Vào năm 2018 thì tổng lượng thủy sản đạt khoảng 7,74 triệu tấn và kim ngạch xuất khẩu thủy sản ở nước ta ước đạt khoảng 9 tỷ USD. Tiềm năng để phát triển ngành khai thác và đánh bắt nuôi trồng thủy sản ở nước ta thì phong phú, tuy nhiên nó còn gặp phải rất nhiều khó khăn. Vậy theo em đó là những khó khăn gì? Các em biết đấy, ngành khai thác và nuôi trồng đánh bắt thủy sản ở nước ta gặp phải rất nhiều khó khăn. Đầu tiên phải kể đến đó là ngư cụ thô sơ. Thứ hai nữa là tình trạng ô nhiễm môi trường biển ngày càng gia tăng. Và thứ ba là hiện tượng cá chết hàng loạt do các cái hoạt động xả thải của ngành công nghiệp. Vậy để ngành khai thác, nuôi trồng và chế biến hải sản ở nước ta phát triển một cách bền vững thì cần có những giải pháp cụ thể như sau. Đầu tiên đó là đẩy mạnh hoạt động nuôi trồng. Thứ hai là tăng cường đánh bắt xa bờ. Tiếp đến là tiếp tục hiện đại hóa ngành công nghiệp chế biến. Và cuối cùng đó là phòng chống ô nhiễm môi trường biển. Trong định hướng phát triển ngành khai thác và nuôi trồng chế biến hải sản thì cần ưu tiên phát triển ngành khai thác xa bờ. Vậy lý do tại sao? Các em biết đấy, sản lượng đánh bắt xa bờ ở Việt Nam chỉ mới bằng 1/5 khả năng cho phép, trong khi đó sản lượng đánh bắt ven bờ đã cao gấp 2 lần khả năng cho phép. Vậy để đảm bảo hải sản ven bờ không có nguy cơ bị cạn kiệt thì yêu cầu là phải tăng cái lượng đánh bắt xa bờ. Thứ hai nữa đó là do nhu cầu thiết yếu của ngành thủy sản. Ngành khai thác, nuôi trồng và chế biến hải sản cô giáo tổng kết như sau. Về tiềm năng, nước ta có vùng biển rộng lớn, nguồn hải sản phong phú, diện tích nuôi trồng lớn. Về thực trạng phát triển, sản lượng khai thác lớn và tăng liên tục, nuôi trồng được đẩy mạnh phát triển. Về định hướng phát triển thì đẩy mạnh khai thác xa bờ và nuôi trồng, hiện đại hóa công nghiệp chế biến và mở rộng thị trường. Trong những năm gần đây, hoạt động du lịch biển đảo là một trong những hoạt động kinh tế mang lại giá trị kinh tế cao. Vậy tiềm năng để phát triển du lịch biển đảo là gì? Thực trạng và định hướng phát triển ra sao? Cô và các em sẽ đi vào tìm hiểu mục 2 du lịch biển đảo. Trước tiên các em hãy quan sát bản đồ du lịch và liệt kê nhanh các bãi biển ở nước ta mà em biết. Như vậy, dựa vào bản đồ du lịch, các em có thể dễ dàng kể tên các bãi biển đẹp đi từ Bắc vào Nam ở nước ta. Và từ Bắc vào Nam ở nước ta thì có 120 bãi cát đẹp và có hơn 2.270 đảo ven bờ. Đây là một trong những thế mạnh để Việt Nam phát triển ngành du lịch biển đảo. Trong đó phải kể đến Vịnh Hạ Long, đây là di sản thiên nhiên thế giới. Và vào năm 2011, Vịnh Hạ Long được công nhận là kỳ quan thiên nhiên của thế giới. Sau đây, cô mời em cùng theo dõi một số hình ảnh về biển ở nước ta. Cô mời em cùng đọc bản tóm tắt sau. 10 năm chiến lược biển Việt Nam, trong đó ưu tiên phát huy thế mạnh du lịch biển. Và sau 10 năm từ năm 2007 đến năm 2017, kinh tế du lịch biển tăng trưởng nhanh, đóng góp chung vào phát triển kinh tế của cả nước.
quan sát vào biểu đồ, chúng ta có thể thấy rằng lượt khách trong nước và quốc tế du lịch biển đảo đều tăng nhanh từ năm 2000 đến năm 2017. Cụ thể, tập trung tới 3/4 khu du lịch tổng hợp và 10 trên 17 khu du lịch chuyên đề cả nước. Khách du lịch và doanh thu du lịch tăng nhanh. Số lượng khách doanh thu từ du lịch biển chiếm tới gần 70%. Hàng năm thu hút 73% số khách quốc tế và hơn 50% số khách nội địa. Tuy nhiên, hoạt động du lịch biển đảo ở nước ta còn gặp phải rất nhiều hạn chế. Nhìn vào hình ảnh các em có thể thấy, hạn chế đầu tiên đó là cơ sở hạ tầng chưa đảm bảo. Hoạt động bán hàng rong đang còn diễn ra ở các địa điểm khu du lịch. Tiếp đến đó là vấn đề ô nhiễm môi trường biển. Ý thức của người dân tham gia du lịch chưa cao. Vậy, ngoài hoạt động tắm biển, chúng ta còn có khả năng phát triển các hoạt động du lịch biển nào khác? Ngoài hoạt động tắm biển thì du lịch biển đảo ở nước ta còn đa dạng hóa các loại hình dịch vụ khác như là lặn biển, ngắm san hô, lướt ván, chơi dù lượn hoặc là đi du thuyền. Ngoài ra còn có hoạt động nghỉ dưỡng ở các khu resort. Về nội dung du lịch biển đảo, cô tổng kết lại như sau. Về tiềm năng, bờ biển dài, nhiều bãi biển đẹp, nhiều phong cảnh đẹp. Về thực trạng phát triển thì số lượng khách và doanh thu du lịch biển tăng liên tục, các hoạt động du lịch chưa đa dạng. Về định hướng phát triển, đa dạng các loại hình du lịch biển, nâng cao chất lượng phục vụ. Biển đảo quê hương là một bộ phận quan trọng của đất nước. Vậy là học sinh các em cần làm gì để bảo vệ biển đảo quê hương? Các em có thể tham gia vào các cuộc thi vẽ tranh cổ động, viết thư hoặc là tham gia các cái chương trình, các cuộc thi, ví dụ như cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương. Sau bài học này, các em làm bài tập 1, 3 sách giáo khoa trang 139 và nhớ ghi bài đầy đủ.